cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lạy em Chúa. Thầy còn nhiều điều muốn nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Qua câu nói đó, Chúa Giêsu cho thấy rằng con người chúng ta đón nhận mặc khải Thiên Chúa từng bước một, chứ không thể đón nhận một lúc tất cả. Người ta gọi tiếng chuyên môn gọi là mặc khải tiệm tiến. Thiên Chúa thấy rõ chúng ta không thể đón nhận những gì người muốn tỏ cho chúng ta ngay lập tức, nhưng phải có thời gian, có chuẩn bị trước. Thành thử ra, thưa anh chị em, việc Thiên Chúa mặc khải vẫn tiếp tục trong con người và cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta cho tới ngày chúng ta chấm dứt cuộc sống đời này. Ở một chỗ khác trong Tin Mừng Gioan chương 14, Chúa Giêsu nói: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Nghĩa là Chúa Giêsu vẫn tiếp tục tỏ mình ra, tiếp tục mặc khải để ơn cứu độ, hạnh phúc của chúng ta càng ngày càng lớn lên, càng dồi dào, đạt tới tầm vóc viên mãn. Cho nên thưa anh chị em, bao lâu còn sống ở đời này, chúng ta làm hết mình vẫn chưa phải là đủ. Ai có khả năng bao nhiêu, làm mỗi người theo khả năng của mình, thời giờ sức lực, làm hết mình hết sức để có thể đón nhận mặc khải Thiên Chúa vẫn tiếp tục với từng người trong chúng ta. Và điều thứ hai, Chúa Giêsu phải chấp nhận cái giới hạn của mình. Bởi vì người chỉ có thể mặc khải nói đến điều đó, tới đó thôi. Còn tiếp theo đó là công trình của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đến và cho thấy sự thật toàn vẹn. Chúng ta nhớ lại trong trình thuật thương khó của Thánh Gioan đó. Khi ra trước tòa Phi-la-tô thì Chúa Giêsu nói rằng: Tôi đến để làm chứng sự về sự thật. Ông Phi-la-tô hỏi: Sự thật là gì? Không có câu trả lời. Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Sự thật đây là Thiên Chúa, không có gì khác hết. Chúa Giêsu đến trong thời gian này không có một mục đích nào khác, để làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho Chúa Cha.
nhưng sự thật là Thiên Chúa. Thế thì thần khí sẽ đưa anh em tới sự thật toàn vẹn, vì người là thần khí sự thật. Nghĩa là từng bước một chúng ta được đưa vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, để chúng ta cảm nghiệm được những gì cao cả, những gì quý giá, những gì tốt đẹp mà lòng người mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới. Thì tất cả cái đó chúng ta sẽ được dần dần đưa vào. Và như trước tôi nói, nhờ Chúa Thánh Thần, ngay từ đời này người ta có thể nếm cả một chút, một chút ít về sự thật là chính Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em, đừng bao giờ chúng ta bằng lòng với những gì mình đã làm được hay đã cố gắng tới mức này. Bởi vì chúng ta đón nhận được mặc khải nhiều hay ít là tùy ở chúng ta, chứ không tùy ở Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn ban mình cho chúng ta tất cả, nhưng mà mỗi người tùy cái lòng của họ, sự khao khát của họ mà họ có khả năng đón nhận bao nhiêu. Vì thế chúng ta vẫn tiếp tục đi lễ, rước lễ, đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà phải làm cho cái việc đó nó trở nên dấu chỉ của một tình yêu mến nồng nàn từ bên trong, khao khát Chúa, đúng hơn là đói khát Chúa, cần Chúa. Cho nên chúng ta diễn tả ra bên ngoài bằng việc đọc kinh, đi lễ cầu nguyện, thì tùy cái lòng khao khát của chúng ta bao nhiêu đó, Thiên Chúa sẽ đáp ứng lại bấy nhiêu. Nghĩa là nói thẳng ra là Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ đến với chúng ta và cho chúng ta cảm nghiệm được ngay từ đời này cái phúc được ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi, phúc lớn lao như thế nào. Điều đó Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta. Chúa Giêsu nói tiếp, người nói về Thánh Thần, người không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì thì người nói lại. Ở đây Chúa Giêsu dùng cái từ nghe, mà nếu anh xem để ý cũng trong Tin Mừng Gioan thì Chúa Giêsu nói rằng người con nghe gì bởi Chúa Cha thì cũng nói lại như vậy. Tức là đón nhận, nghe đây tức là đón nhận. Chúa Thánh Thần đón nhận từ Chúa Giêsu và người sẽ loan báo những gì người đón nhận từ Chúa Giêsu, mà những gì của Chúa Giêsu là của Chúa Cha. Trên cái mặc khải thưa anh chị em là duy nhất, là một Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa. Chúa Giêsu có phần mặc khải của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần có phần mặc khải của Chúa Thánh Thần. Mặc khải về Chúa Cha, về Thiên Chúa Ba Ngôi. Và tùy cái mức độ mà chúng ta đón nhận mặc khải đó, hạnh phúc, niềm vui, bình an, ơn cứu độ của chúng ta dâng lên. Như vậy đó, thì hiện tại Chúa Thánh Thần đang tiếp tục dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn, tức là dẫn chúng ta tới gần Thiên Chúa hơn. Một mầu nhiệm Thiên Chúa mà không ai tự mình có thể nghĩ tới, suy tưởng hay là đạt tới, không bao giờ có. Nhưng mà nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta từng bước một đi vào trong cái mầu nhiệm khôn rõ, khôn thấu của Thiên Chúa Ba Ngôi đó, ngay từ đời này, anh chăm nghe đó, chứ không phải là đời sau. Vì thế thưa anh chị em,
Một trong những cái điều căn bản chúng ta cần nhớ kỹ, không bao giờ chúng ta đạo đức đã đủ, không bao giờ chúng ta nên thánh đủ ở đời này, không bao giờ chúng ta đã cố gắng như vậy là được rồi, không có chuyện đó. Những ai cho rằng bằng đó là đủ rồi thì người đó đã không gặp được Chúa, không hiểu được Thiên Chúa. Tôi nhớ khi còn ở giáo xứ thì có một ông trương rất tốt lành, ông đã từng làm trương lâu rồi, sống được coi là rất đàng hoàng. Nhưng mà ông ta chủ trương rằng chỉ cần đi lễ Chủ nhật thì luật buộc chỉ lễ Chủ nhật thôi, ngày thường rảnh ông cũng không đi. Ông tự hạn chế công trình mặc khải của Thiên Chúa, ông không muốn đón nhận Thiên Chúa hơn nữa, ông tự bằng lòng với những gì mình có. Điều đó có nghĩa là ông chưa gặp được Thiên Chúa. Chúng ta không được phép là hạn định cho Thiên Chúa, và cũng không được phép hạn định cho mình trong tương quan với Thiên Chúa. Cái đó là thuộc quyền của Thiên Chúa. Cho nên tôi nghĩ rằng anh xem những người đang nghe tôi đây, có những người đã hiểu được điều này. Tức là sao? Tức là thấy rằng mình cố gắng như vậy mà vẫn chưa đủ, vẫn còn phải tiến lên nữa, vẫn cố gắng hơn nữa. Và tôi nói đó, đó là công trình Chúa Thánh Thần nơi người đó. Chúa Thánh Thần làm chúng ta càng ngày càng khao khát hơn nữa, càng ngày càng mở rộng tấm lòng hơn nữa, càng ngày càng cần đến Thiên Chúa hơn nữa, và cần bao nhiêu, đói khát bao nhiêu, mong muốn, mong chờ bao nhiêu, Thiên Chúa sẽ lấp đầy. Lấp đầy rồi thì chúng ta lại vẫn không, vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn tiến tới mãi mãi như thế. Sau này trên thiên đàng, thưa anh chị em, cái chuyện đó nó vẫn tiếp tục như thế, không bao giờ thỏa mãn. Nếu mà chúng ta bằng lòng thỏa mãn rồi thì hạnh phúc đâu có còn nữa, xong rồi. Nhưng mà cứ cái hạnh phúc cứ lớn lên mãi theo đó, chiều dọc, theo chiều dọc. Càng ngày chúng ta càng khao khát hơn nữa. Thiên Chúa là vô cùng, thiên đàng nó là ở như thế đó, thưa anh chị em. Chứ không phải chúng ta lên thiên đàng ta bằng lòng với tất cả những gì mình đã được rồi một thỏa mãn, không. Thiên đàng, vào cái cõi thiên đàng, tức là vào cái cõi của Thiên Chúa, thì những gì mà chúng ta có ở đời này đó được phát triển lên tối đa. Tôi thí dụ bây giờ cái lòng khao khát chúng ta, khao khát yêu mến Chúa bây giờ được 10 phần, thí dụ như vậy, thì lên thiên đàng nó cứ thế mà tăng lên 100, 1000, vân vân, cứ thế mãi mãi. Tin Chúa là vô cùng. Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc của chúng ta không bao giờ mà nhàm chán cả, mà cứ càng ngày càng tăng tiến thêm. Nhưng mà tôi muốn nói rằng chuyện đó bắt đầu từ trần gian này, không phải bắt đầu từ sau khi chết, bắt đầu từ bây giờ. Chúa Thánh Thần bắt đầu làm việc nơi chúng ta, đưa chúng ta cứ từng bước một, với điều kiện chúng ta ngoan ngoãn, sẵn sàng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng, nâng đỡ, thúc đẩy chúng ta, và cứ thế đưa chúng ta từ chân lý này đến chân lý khác, từ vinh quang này tới vinh quang khác, từ sự thật này đến sự thật khác, tới lúc một cách nào đó đạt tới sự thật toàn vẹn là chính Thiên Chúa. Đó là điều mà Thiên Chúa Ba Ngôi muốn cho mỗi người chúng ta khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại. Tôi nói những điều này, thưa anh chị em, để làm gì? Để mỗi người chúng ta hiểu một chút. Tôi không thể nói anh chị em hiểu được, Chúa Thánh Thần sẽ làm việc nơi mỗi người. Một khi chúng ta hiểu một chút như vậy, chúng ta quyết tâm, thì Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục làm việc nơi mỗi người chúng ta ngày đêm, đưa chúng ta, tôi vừa nói đó,
đưa chúng ta từ chỗ này đến chỗ khác càng ngày, và làm ta càng ngày càng khao khát Thiên Chúa, càng cần Thiên Chúa, cần lắm, cần hơn nữa. Không có gì thỏa mãn được, những gì đã được rồi chưa là gì hết, nó còn phải tiến tới nữa. Khi chúng ta đã nghiệm được những chuyện đó rồi, lúc đó chúng ta mới bắt đầu hiểu một chút thế nào là Thiên Chúa, và bắt đầu hiểu một chút là hoạt động của Thánh Thần. Nghe tiếng gió thôi, không biết là gió từ đâu đến mà thổi đi đâu hết, cảm nhận một chút hoạt động của Thánh Thần, còn không hiểu được, không đánh giá được, không kiểm chứng được Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào, vô cùng kỳ diệu lạ lùng. Chỉ sau này trong nước trời chúng ta mới hiểu được những điều đó. Mà ngày nay chúng ta sống trong đức tin, chúng ta tin như vậy, tin rằng Chúa Thánh Thần đang làm việc tích cực ngày đêm liên lỉ không ngưng bao giờ nơi mỗi người chúng ta, để biến chúng ta càng ngày càng trở nên tốt lành giống như Chúa Giêsu Kitô, hầu đi sâu vào mãi trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khôn ngò, khôn rõ, khôn thấu, vẫn tiếp tục mở ra cho mỗi người chúng ta.